you have been blessed so far. Bao nhiêu anh chị em đã được phước đến giờ phút này cảm thấy mình học được cái gì đó. Yeah. Hello. Yes. Okay. Can you hear me? Yes. Hello. All right. Nghe được hết đúng không? Wow, you know my brothers in the front row here. Những anh ở đây. Today we have the abundance mindset from Brother Gerald. Vâng, người anh em Gerald nói về cái tư duy dư dật. Power to create wealth from sức mạnh, sức lực để tạo ra của cải. And the spirit of integrity from, và tinh thần của sự liêm chính. Brother Ruben. Từ người anh em Ruben Lai. I was busy taking notes myself. Tôi cũng phải bận ghi chép anh chị em ạ. Yeah, so you know in life. Các bạn biết là trong cuộc đời của chúng ta. It's just not about the destination. Nó không chỉ đơn thuần là điểm đến. It is not also just about the journey. Và nó không chỉ là nói về cái cuộc hành trình. But it's in the company. Nhưng mà nó còn là liên quan đến cái người đồng hành when nữa. The Lord bless you, khi Chúa ban phước cho bạn, one of his blessings, một trong những cái phước hạnh của Ngài is to send people to you. Đấy là Ngài sai người ta đến với bạn, to walk with you, để đồng công với bạn, to pray with you, để cầu nguyện với bạn, to stand in faith with you, cùng có đức tin như bạn, and sometimes to pull you back. Và để đôi khi lôi bạn xuống để đỡ bay. Amen, amen. I know as we are gathered here today to listen about our history. Và ngày hôm nay thì các bạn có mặt ở đây để nghe về cuộc hành trình của chúng tôi. But really we are here to listen about his story. Nhưng mà chúng ta không phải là đến đây để nghe câu chuyện của chúng tôi, mà đến đây nghe câu chuyện của Ngài. Today I believe. Tôi tin. When I step in the auditorium. Khi mà tôi bước vào trong cái khán phòng này. I felt that there was a shift in the spirit. Thì tôi cảm thấy có một cái sự chuyển dịch trong thuộc linh. And I know that the Lord is doing something new in you. Và tôi biết rằng là Chúa chuẩn bị làm điều so mới I want cho you chị em. Your neighbors now. Thế hãy quay sang người bên cạnh và nói. And speak this, the Lord is doing something new in you. Chúa làm điều mới trong anh chị em. Months ahead. Những cái tháng sắp tới. When there is harvest in your life. Sẽ có những cái mùa gặt trong cuộc đời của anh chị em. You will look back to this day, và nếu như anh chị em trong những tháng tới mà quay lại nhìn vào cái ngày này, thì anh chị em đã thấy rằng. Amen. Amen. Okay, my name is Daniel. Tên tôi là Daniel. I am from Singapore, of course. Tất nhiên từ Singapore rồi. This is my company. Đây là công ty của tôi. Right now I have approximately about 190 staff. Bây giờ tôi có khoảng 190 nhân viên. I have offices in Jakarta. Tôi có văn phòng ở tại Jakarta. HQ is in Singapore. Có headquarter giống như trung tâm đầu não ở Singapore. We have offices in Bangkok. Rồi có văn phòng ở tại Bangkok. China. Trung Quốc. And soon we are opening in Tokyo. Và chuẩn bị ở Tokyo. Yeah, so we have almost approximately 190 staff across Asia. Như vậy là tính cả châu Á tôi có khoảng 190 nhân viên. Yes. So this is we cannot capture the entire company. Tất nhiên là không thể chụp ảnh toàn bộ công ty được. Yeah, but the lady on my left. Cái người chị em bên trái tôi. Is my wife. Đấy là vợ tôi đấy. So together with my wife. Yes, I work with my wife. Tất nhiên tôi làm việc cùng với vợ mình. We do a business. Chúng tôi cùng làm doanh nghiệp. So this business, và cái doanh nghiệp này, we know that we are just a steward. Thì chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ là quản gia của cái so doanh nghiệp. So it doesn't get into our head. Nên chúng tôi sẽ không có when the Lord blesses us. Cái việc là chúng tôi chỉ giữ cho mình khi Chúa ban phước. Yes. So okay, let's go. Và chúng ta sẽ cùng xem. So this is a story about Beyond the Vines. Và đây chính là câu chuyện về Beyond the Vines. We are a company that does lifestyle products. Chúng tôi sản xuất ra những cái sản phẩm mang tính thời trang phong cách. Similar to Pastor Steven, we have ready to wear. Cũng giống như anh Ngọc đây, chúng tôi cũng có cái sản phẩm may sẵn. We have lifestyle products like bags. Chúng tôi cũng có cái sản phẩm như là áo jacket. We have kids wear. Rồi chúng tôi có sản phẩm quần áo trẻ con. Men's wear. Đàn ông. Shoes. Giày. And a lot of lifestyle products. Và tất nhiên là nhiều sản phẩm mang tính phong cách thời trang. This is our store in Singapore. Đây là cái store của chúng tôi ở tại Singapore. Our store is about 200 square meters. Khoảng 200 mét vuông. Would you like to guess how much the rental is? Các bạn có thể đoán được là bao nhiêu tiền để thuê cái chỗ này không? The rental costs us $70,000. 70.000 đô Mỹ từ nhân với giá 25 thì rơi vào khoảng 1.5 tỷ một tháng. Một cái cửa hàng thôi. And we have 5 stores in Singapore. Và có 5 cái ở Sing.
We have 7 stores in Philippines. 7 cái ở Philippines. We have we are building 2 stores in Bangkok. 2 store ở tại Bangkok, Thái Lan. And we are going to build 2 stores in Tokyo. Và chuẩn bị có 2 cái store như thế này ở Tokyo. By next year. À, vào năm tới sẽ có 2 cái nữa. But our story didn't start like this. Nhưng mà câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế này. How many of us remember COVID? Bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ con COVID? So today my story that I want to share with us. Và câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ. It's adding on to what my brothers have shared. Và nó cũng là cái sự bổ sung cho những điều mà anh em tôi đã nói. I will title this. À, tôi cũng đã dâng hiến. Prosper in times of crisis. Và tôi cũng là người được giàu có lên qua giai đoạn COVID. This is the heart of the Father for you. Và đây chính là tấm lòng của Cha cho anh chị em. Right. So COVID came. COVID đến. Retail was largely affected. Và gần như cái ngành bán lẻ bị ảnh hưởng. Sales plummeted. Và rõ ràng là sale doanh số bị sụt giảm. I'm digging out raw wounds, yeah. How many of you feel that? À, các bạn có cảm nhận được là khi COVID đến thì doanh số sụt giảm là gì không? I made a prayer. Và tôi đã làm một cái lời cầu nguyện thế này. I prayed that I will not lose any single staff in COVID. Tôi cầu nguyện là Chúa ơi, con không muốn mất một nhân viên nào trong đại dịch COVID. Because how many of us know? Bởi vì bao nhiêu các bạn còn nhớ? That you represent God. Bạn đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất. Your friends don't read the Bible. Những người xung quanh bạn không đọc Kinh Thánh. But your friends see God through you. Nhưng mà những người bạn của bạn sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời qua đời sống của bạn. And I was ready and I prayed that I do not want to lose any of my staff. Và tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, đại dịch nhưng con không muốn sa thải nhân viên. There were many nights. Và có rất là nhiều đêm. I was on my knees. Tôi phải quỳ gối cầu nguyện. Together with my wife. Cùng với vợ của tôi. And I say, Lord. Tôi nói Chúa ơi. Have you brought me out here to die? À, nếu mà ngài không cứu con chết mất. It was so tough. Thực sự đấy là một giai đoạn khó khăn anh chị em ạ. And my wife and I, as we prayed. Và tôi cùng với vợ đã cầu nguyện. There were always tears in our eyes. Và trên mắt chúng tôi luôn luôn có những giọt nước mắt. Not because that we don't want to lose the business. À, không phải vì chúng tôi sợ phá sản anh chị em. But because we want to keep our crew. Nhưng mà chúng tôi thực sự muốn giữ cái đội ngũ của chúng tôi được bảo tồn. So, I went to the Lord. Và tôi đã đến với Chúa. And I asked the Lord. Và tôi cầu xin so Chúa. So I want to give some practical handles today that you can take home and you can meditate upon. Và có thể các bạn sẽ nhận được một vài điều ngày hôm nay mang về nhà và sau đó thì các bạn sẽ suy ngẫm ngẫm các câu kinh thánh ấy. If you can turn with me on your Bible to Isaiah 48. Esai chương 48. Verse 17. Câu 17. So during COVID, everyone was not going to buy ready to wear. Và trong COVID thì chẳng ai đi mua sắm quần áo may sẵn. No matter how nice your designs are, bất kể là bạn thiết kế quần áo hay là sản phẩm đẹp thế nào, thì họ không đi mua. And I asked the Lord how. Chúa ơi, bây giờ làm nào? So let's look at Isaiah 48 verse 17. Hãy xem Esai chương 48 câu 17. Thus says the Lord your Redeemer. Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc ngươi. The Holy One of Israel. Là đấng thánh của Israel phán thế này. I am the Lord your God. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Who teaches you? Là đấng dạy dỗ ngươi. To? Để ngươi được. What's the word? Được gì? Let's not be ashamed of it. Let's say it. Đừng xấu hổ với cái lời này. Được gì? To profit. Được ích lợi. Có lợi ấy, có lợi nhuận ấy. And I know this. The Lord, if you will teach me how to profit. Chúa ơi, nếu như mà ngài có thể khiến con được lợi nhuận, dạy dỗ con để con có được lợi nhuận. The next line, and who leads you the way you should go. Muốn có lợi nhuận thì phải được ngài dẫn vào con đường ngươi phải đi. So some of us here may be struggling today. Thế nên có thể ngày hôm nay các bạn đang vật lộn. The heart of the Lord. Thì tấm lòng của Đức Chúa Trời is to teach you how to profit. Muốn dạy bạn đi con đường để được lợi nhuận. And will teach you the way you should go. À, và ngài sẽ chỉ cho cái con đường cần phải đi là gì. It is not about understanding how the world works. Thế nên là không phải vấn đề là chúng ta sẽ hiểu là But thế gian này nó đi theo con đường nào. You live in the abundance of God. Bởi vì bạn sẽ sống trong sự dư dật của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Okay. Let's go to another verse. À, chúng ta hãy xem câu nữa. So read the word. Hãy đọc Kinh Thánh. Meditate on the word. Suy ngẫm Kinh Thánh. And speak the word. Và hãy công bố lời Kinh Thánh. And this was where I went before the Lord. And và Lord, tôi đã thật sự đến với Chúa bằng lời này. You will teach me. Ngài xin hãy dạy con cái con đường để con tìm được lợi nhuận trong công việc kinh doanh.
Let's turn to Isaiah chapter 60. Chương 60. Quận Ê-sai. Verse 1. Câu 1. It says, arise, shine. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra. For your light has come. Vì ánh sáng ngươi đã đến. And the glory of the Lord is risen upon you. Và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. And deep darkness the people. Nầy bóng tối bao trùm mặt đất. The Lord will rise over you. Mây mù che phủ các dân nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi. During the times of COVID, everyone was retreating. Every businesses was retreating. Trong giai đoạn COVID thì tất cả các doanh nghiệp đều rút lui. They let go their staff. Họ cho nhân viên nghỉ việc, sa thải. They were trying to survive. Cố gắng để sinh tồn. But I know that the Lord has a plan for me. Nhưng mà tôi biết là Chúa có một cái kế hoạch khác cho tôi. And that His glory will rise upon me. Và vinh quang của Ngài sẽ hiện ra trên người. Okay, verse 4. Câu 4. Lift up your eyes all around and see. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh. They all gather to you. Tất cả bọn họ. They come to you. Họp nhau lại, kéo đến ngươi. Your son shall come from afar. Các con trai ngươi sẽ đến từ nơi xa. And your daughter shall be nursed at your side. Các con gái ngươi sẽ được bồng ấm bên then hông. Then you shall see and become radiant. See, và the Lord calls you to see. Họ sẽ nhìn thấy cái ánh sáng đó. The Lord will cause you to see. Và Chúa sẽ cho bạn nhìn thấy. Because and your heart will swell with joy. Vì sự phong phú của biển cả. Because the abundance of the sea will. Sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi. Will turn to you. Sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi. The wealth of the Gentile. Sự giàu có của các nước. Shall come to you. Sẽ đến với ngươi. I meditated this verse. Tôi suy ngẫm câu kinh thánh này. The presence of darkness. Sự hiện diện của bóng tối. Is because of the absence of light. Nó có là bởi vì không có ánh sáng mà thôi. Có bóng tối là vì không có ánh sáng chiếu thôi. It's cold. Khi trời lạnh. Hay bạn thấy lạnh. Because. Là bởi vì. There's an absence of heat. Vì không có hơi nóng tỏa ra thôi. So I started asking the Lord many many questions. Và tôi đã đặt câu hỏi với Chúa rất nhiều các câu hỏi khác and nhau. And I started to ask my wife many many questions. Và tôi cũng quay sang hỏi vợ rất nhiều câu hỏi khác nhau. I asked her. Tôi hỏi. What is one thing? Nếu có một điều. That woman cannot live without. Mà phụ nữ không thể sống thiếu được. Hỏi vợ đấy, vợ là phụ nữ mà. Amen, Jesus. Tất nhiên là không thiếu Chúa Giêsu được rồi. She say makeup. Trang điểm. But I cannot do makeup. Nhưng mà tôi không làm trang điểm được. Because tôi không làm. My factory was closed. There's no way that I can do research and development about makeup. Rõ ràng là bây giờ cái doanh nghiệp đang bị đóng cửa do COVID thì không thể nào làm R&D nghiên cứu thị trường về makeup được. So I ask her another question. Tôi hỏi câu hỏi tiếp theo. Apart from makeup, ngoại trừ cái nhu cầu mà trang điểm của chị em what ra, is the one thing that women cannot live without? Thì có một điều mà nữ giới không thể thiếu là cái gì? She say bags. Túi. And this was a low-lying fruit for me. Và đây giống như là cái ánh sáng tia sáng cho tôi vậy. Because my factory. Bởi vì cái nhà máy của tôi. Can produce bags. Sản xuất túi được ấy chị em ạ. Right. So there's a big void in the market. Và rõ ràng nó có một cái khoảng trống của thị trường ở chỗ đó. And I know that people are not going to buy ready to wear. Bởi vì tôi là người làm đồ may sẵn, but đồ làm sẵn. Buy bags. Và tôi muốn là quảng bá cái sản phẩm túi của tôi. So we started working on it. Và thế là tôi bắt đầu làm việc với cái túi. And that was how we started. Và đó chính là cách mà chúng tôi đã bắt đầu với during cái công việc kinh doanh túi. During COVID. Trong giai đoạn mà COVID. We went to IG Live. IG Live. Và chúng tôi đến IG. Like TikTok Live. IG Lab là cái Instagram Lab thì phải. Our plan. Và tôi lên kế hoạch. Wasn't to convert for sales. Chuyển đổi từ cái đó sang thành bán hàng doanh số. Our plan was to have conversation with our community. Và cái kế hoạch của chúng tôi đấy là trò chuyện với khách hàng. That was how we began. Và thương hiệu bắt đầu trò chuyện với khách hàng và đó là cách mà chúng tôi. And the Lord caused us to prosper. Đã bắt đầu và Chúa đã ban phước qua điều đó. 3 years ago, 3 năm trước, we were on our knees. Chúng tôi đã cầu nguyện. We are still on our knees. Bây giờ tất nhiên vẫn cầu nguyện nhé. We wanted to keep our staff. Và với lời cầu nguyện là chúng con muốn giữ nhân viên của mình. And I say this to the testimony of the Lord. Và tôi nói cái điều này giống như lời chứng về Chúa. I didn't lose any staff. Mà cuối cùng quả thật là bây giờ không mất the nhân viên nào. The Lord kept them. Chúa đã giữ nhân viên cho tôi. Want to make a guess now. Mà các bạn là hãy đoán. Since 3 years ago. 3 năm trước.
The Lord has prospered us. Chúa đã khiến chúng tôi được phước, giàu có. How many bags have we sold? Thì đến bây giờ chúng tôi bán được khoảng bao nhiêu cái túi? Đoán thử xem trong 3 năm thì doanh số chúng tôi bán được bao nhiêu cái túi, không nói doanh số mà bán bao nhiêu cái túi. 200,000. We've sold close to 1 million. Chúng tôi bán được khoảng 1 triệu cái túi. In 3 years. Trong 3 năm. It was about going before the Lord. Đấy, tất cả đều là đến với Chúa anh chị em ạ. And the Lord's heart is this. Và Chúa that he wants to teach you how to profit. Sẽ dạy bạn cái cách thức để làm ra lợi nhuận. So, và vì thế, this is the bag. Đấy, cái túi đơn giản này thôi. Okay, this is the store. Cửa hàng bên này. Nhân City. Và like có cái túi bên trong. All the businesses were retreating. Và trong khi tất cả các doanh nghiệp khác thì we rút lui. Given this opportunity. Thì đây lại là cơ hội để chúng tôi có. Open a store in Orchard Road. Mở được cái Singapore. Cửa hàng tại Orchard Road, Singapore là cái phố rất đắt đỏ. All the businesses were retreating. Lúc đó thì các doanh nghiệp người ta tháo chạy khỏi thị trường. I asked the Lord, what is the abundance of seed that could turn to me? Chúa ơi, bây giờ có rất là nhiều cái tài nguyên được mở ra cho con. We should advance. Thế thì phải tiến lên chứ đấy. Người ta rút thì mình tiến. Together with my pastor. Cùng với mục sư của tôi. We pray. Cầu nguyện. And he said, take it. Mua thuê luôn chứ còn gì nữa. $70,000 a month. 70.000 đô Mỹ một tháng đấy. I cannot ask my mother for money. Không thể xin mẹ tiền để đi đầu tư được. It's not possible. Không thể nào mà đi xin mẹ tiền đầu tư được. But we sign it in faith. Nhưng mà ký bởi đức tin anh chị em ạ. 70.000 đô là ký bởi đức tin. Tỷ rưỡi. This is our collaboration with Pokemon. Và đây chính là cái bản collab với cả so Pokemon. Every time we drop a bag, we mỗi drop lần a new design, mà chúng tôi ra một cái túi mới anh chị em. There's always a long queue. Thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp very, hàng mua như iPhone queue. 4, iPhone 5 ngày xưa xem clip ạ. Đây xếp hàng dài này. Mua túi của ông ấy này. So this is the queue not even to the shop. Đây chưa phải là queue xếp hàng đến cái shop của ông ấy đâu. This is the queue to the queue. Đây chỉ là xếp hàng để được xếp hàng thôi. Để mua cái túi. Rất là đông người xếp hàng để mua cái túi sản phẩm. We collaborated with Pokemon Japan. Đấy là cái bản collab với cái Pokemon, một cái thương hiệu hoạt hình. It was phenomenal. Đây thực sự là một hiện tượng. This is most of you have been to know Marina Bay Sands Singapore. Các bạn có biết Marina Bay Sands không? Oh, the rental is. Biết là cái giá thuê ở Marina Bay Sands đắt nào không? This is our store. Đây chúng tôi cũng có thương hiệu ở đây. À, có cửa hàng ở đây. This is the queue. Đây này, họ xếp hàng ở Marina này. To buy. Để mua đấy. The other photo. Cái bức ảnh khác. Is the queue. Đây là cái xếp. Oh, sorry. Cái bức ảnh. Đây là cái bức ảnh. To go into the store. Đấy, để đi vào trong cửa hàng. So the queue was zigzag. Tức là cái hàng nó không phải xếp thẳng, mà nó lại xếp zigzag để cho được nhiều người ấy. The queue to go in the store, not to buy. Vào trong cửa hàng không phải chỉ để mua. But the video for this is the queue. Let me see. This is the queue to pay money. Đây là xếp hàng vào trả tiền chứ không phải vào để nobody mà lựa run chọn. Away. Không có cửa chạy nữa rồi, tức là đã mua rồi chỉ vào trả tiền thôi mà đã phải xếp hàng rồi đấy. Just one touch from the Lord. Thấy không ạ? Một ý tưởng từ Đức Chúa Trời. The Lord will change your life. Chúa thay đổi cuộc đời bạn luôn. This is yes, this is amen, amen, give the Lord. Anh ơi, khen Chúa của chúng ta. Also thank God for a good wife. Cảm ơn Chúa vì có vợ. So, husband, hỡi những người làm chồng, if you need advice, nếu muốn xin lời khuyên, ask your wife. Hãy hỏi vợ, đừng nghe Tào Tháo. Amen, amen. This is our store in Daikanyama. Vâng, đây là ở tại West. This is our store in Japan, Tokyo. 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 Đây là cửa hàng ở Daikanyama. Takayama gì đấy? One day our rental. Một ngày thuê is $10,000. Một ngày thuê là 250 triệu. Ta thuê một ngày cười ấy hả? How is this possible? I sao cái điều này lại có thể nhỉ? We get really good real estates where we open overseas. Và tôi có những cái địa điểm rất là tốt để có thể mở. The person in green. Và cái người mặc áo xanh. Is my beautiful wife. Đấy, vợ tôi đấy. She's the face of the brand. Đây chính là gương mặt đại diện cho thương hiệu. Everywhere she goes, mỗi một nơi mà vợ tôi đi, people stop her and take photo with her. Người ta cứ rằng vợ tôi lại để chụp ảnh. But don't want to take photo with me. Nhưng mà không chụp muốn chụp ảnh với tôi như này. It's okay. Đòi chụp ảnh với vợ tôi nhưng không muốn chụp ảnh với tôi. Khách hàng ấy. This is our store in
Bangkok. Còn đây là store ở tại Bangkok, Thái Lan. 400 square meters. 400 mét vuông. And we just opened last month. Mở tháng trước. In Central World. Ở tại Central World. It takes 3 years. Và mất 3 năm. To get a unit in the mall. À, để có được một cái suất đăng ký để thuê ở đây. It took us 3 months. Mà bình thường ấy, người ta mất 3 năm, còn tôi mất 3 tháng. Because we have favor with them. Bởi vì chúng tôi được ơn trước mặt họ. This is what the Lord can do for you. Đấy, Chúa có thể làm điều đó với bạn. The Lord can open doors for you. Chúa có thể mở cánh cửa cho bạn. That you cannot open on your own. Mà tay bạn không tự mở được đâu. Don't live in the limitation of what man can. Đừng sống trong cái sự giới hạn mà con người có thể làm. Live in the abundance of God. Hãy sống trong sự dư dật mà Đức Chúa Trời có thể làm. When you know, khi các bạn biết that the Lord is your shepherd, Chúa là đấng chăn giữ tôi, you will not lack, thì tôi chẳng thiếu thốn gì. The world lives, thế gian này nó sống with your cup half full, với cái cốc nửa vời, or half empty, và một cốc nửa đầy nửa vơi. But I say to you, nhưng mà tôi nói với các bạn này, the Bible says, Kinh Thánh nói gì? My cup runneth over, chén tôi đầy tràn. Don't live by the world standard. À, đừng sống theo tiêu chuẩn thế gian. When you live according to the world's standard, nếu như bạn sống theo tiêu chuẩn của thế gian, you will fall into the world's expectation. Thì tất nhiên là bạn sẽ rơi vào cái kỳ vọng kiểu thế gian when you, rồi. When you draw from the Lord, còn nếu như bạn nhận từ nơi Chúa, the Lord will cause your cup to run thì over. Chúa sẽ khiến cho chén tôi đầy tràn. Amen. Amen. So this is our store in Bangkok. Và đây chính là cái store của chúng tôi tại Bangkok, Thái Lan. This was the queue. Đây cũng là xếp hàng để trả tiền. Just to go into the store. Chỉ... this is our I mean my you can see some of my I'm there, my son is there. Có cả con tôi ở đây. And tôi... then we have some celebrities there. Và có một số những cái người nổi tiếng ở trong cái buổi party của chúng tôi tại Bangkok. So I think I've come to the end. Tôi đã đến phần... so these are all my stores around the world. Vâng, đây là các cái cửa hàng chúng tôi ở khắp nơi. 5 stores in Singapore. 5 cửa hàng ở Sing. 7 in Philippines. 7 ở Phi. 2 in Japan. 2 cái ở Nhật. 2 in Japan and then we have 2 in Bangkok. 2 cái ở Bangkok. We are working together in Vietnam. Và sẽ làm việc ở Việt Nam với anh này. Amen. You see, I want to share something before I go. À, và tôi muốn chia sẻ điều này trước khi tôi đi. Men pursue success. Người con người thì theo đuổi thành công. But only the Lord can give good success. Nhưng mà chỉ có Chúa mới ban cho thành công thật. In order to pursue success, thế nên là để mà theo đuổi thành công ấy, people have to give something up. Thì người ta sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ đánh đổi. Whether time with their family, đó có thể họ có thể đánh đổi gia đình, time in church, đánh đổi thời gian ở hội thánh, health, sức khỏe. But that's not what the Lord wants for you. Nhưng đấy lại không phải là cách thức mà Chúa muốn cho the các bạn. Lord want you to have good success. Chúa muốn bạn có một cái thành công thật cơ, thành công tốt lành cơ. Human pursue life. Loài người, con người thì theo đuổi sự sống. But Jesus came to give us life. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để ban cho Thiên Ngài được sự sống dư dật. More abundantly. À, hơn cả đầy đủ dư dật. Don't believe what the world has to sell you. À, đừng có tin vào những gì mà thế gian nó có để cho anh chị em. Read the word. Hãy đọc lời Kinh Thánh. Meditate the word, suy ngẫm lời Kinh Thánh and speak the word. Và nói lời Kinh Thánh. Amen. 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 Thank you. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.